Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết liệt và quyết tâm cao độ là tinh thần của công an các đơn vị địa phương ở thành phố Đà Nẵng trong đợt ra quân cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trải qua những ngày lễ lớn của đất nước, hình ảnh cờ đỏ sao vàng luôn ngập tràn khắp các con đường góc phố, từ nhà dân đến những cơ sở tôn giáo thờ tự, thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất của cả dân tộc, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bây giờ, mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Trong đợt cao điểm, công an các đơn vị địa phương tại Đà Nẵng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhiều đơn vị làm việc xuyên Tết, các vụ việc, vụ án dư luận quan tâm được giải quyết hiệu quả. Trong đó, kiểm soát tốt tình hình, bắt giữ nhiều vụ phạm tội về hình sự, kinh tế, ma túy. Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đều được khẩn trương điều tra, khám phá và kịp thời truy bắt các đối tượng gây án đạt tỷ lệ 100%, làm rõ 259 đối tượng, thu hồi tài sản gần 1 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Công an biểu dương 3 lần trước công an cả nước. Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà công an các đơn vị địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự từ nay đến cuối năm. Dịp này, Giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân công an các đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Tết trên địa bàn. Cùng hội nghị này, Công an thành phố cũng tổ chức sơ kết 15 ngày thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với sự tham dự của công an các đơn vị địa phương. Sáng ngày 6 tháng 5, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19 tháng 5 cho hai đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Cụ thể là Đại tá Nguyễn Xuân Cường, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động và Thượng tá Hồ Thanh Hưng, sinh hoạt tại Chi bộ cơ sở Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố mong muốn cả hai đồng chí tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của người đảng viên, luôn tiên phong gương mẫu, đóng góp công sức trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Chiều ngày 3 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức ký kết công tác phối hợp với Công an quận, Viện Kiểm sát Nhân dân quận và Tòa Nhân dân quận Hải Châu. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu và các tổ chức thành viên đã cùng với Công an quận đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 322 nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác xử lý điều tra khám phá 59 vụ án, giải quyết 138 trường hợp mâu thuẫn của nhân dân ngay từ cơ sở, không để nảy sinh vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Sau khi thảo luận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã thống nhất ký kết thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2029 với 3 đơn vị. Thưa quý vị, cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an thành phố Đà Nẵng triển khai trên khắp địa bàn từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 14 tháng 7. Bằng tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao độ, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã tích cực chủ động với nhiều biện pháp cụ thể, được nhân dân địa phương hết mực ủng hộ đồng tình. Ngay sau lễ ra quân của công an thành phố, công an 7 quận huyện ở thành phố Đà Nẵng đã bắt tay ngay vào việc triển khai vận động tuyên truyền đến tận các khu dân cư, tổ dân phố. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng tranh thủ thời gian rảnh rỗi của bà con, Công an Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân kinh doanh trên địa bàn, cũng như số thanh thiếu niên có nguy cơ tàng trữ, sử dụng vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tại đây, anh Võ Trường Sơn ở tổ 45 Phường Hòa Quý đã tự giác giao nộp một cây kiếm tự chế. Tức là tôi cũng có cái chế tạo cái vũ khí nguy hiểm để trong nhà, tôi thấy không tốt.
được nhận thức được nên ra tôi đem đến công an phường để giao nộp, mà là để tốt cho bản thân mình với cộng đồng và xã hội. Không quản ngày đêm hay chủ nhật ngày lễ, công an 56 xã phường ở thành phố Đà Nẵng đều huy động tối đa lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn quản lý hiểu rõ sự nguy hiểm cùng những nguy cơ tiềm ẩn của tội phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chuyển biến từ suy nghĩ đến hành động, rất nhiều người dân đã về nhà tự giác giao nộp hung khí đang cất giữ. Sự sôi nổi tích cực nhờ thế mà lan tỏa khắp thôn xóm, khu dân cư. Công cụ hỗ trợ, rồi các cái vũ khí bất hợp pháp thì cần được vận động nhân dân đem thu nộp cho lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo trong sạch trong khu dân cư, tránh những cái trường hợp xảy ra tập hợp đánh nhau hoặc là gây gỗ làm mất an ninh trật tự trong khu vực. Trong thời gian đến thì công an phường sẽ tiếp tục có những cái lớp tuyên truyền cá biệt như vậy và tăng cường cái việc là chỉ đạo cảnh sát khu vực nắm tình hình địa bàn và tập trung vào các cái cơ sở gò hàng, cơ sở rèn cũng như là cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. Là một khu vực đặc thù, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời gian qua cũng luôn đi đầu trong công tác vận động giao nộp và phát hiện các trường hợp hành khách cất giấu hay tàng trữ vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Những thiết bị soi chiếu hiện đại cùng việc phối hợp thường xuyên với đồn công an cảng hàng không đã giúp ngăn chặn kịp thời những vụ việc phức tạp, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thống kê năm 2023, cả hai đơn vị đã phối hợp và bàn giao tiếp nhận 77 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao. Rất là nhiều cái trường hợp mà hành khách người ta không biết, người ta vì cái những loại công cụ hỗ trợ này thì trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Thì người ta dụ như là bình xịt hơi cay hoặc là những cái rủi cui điện tích điện bằng đèn pin tích điện do điện đấy, thì người ta cứ nghĩ là người ta chỉ mua cái đấy, người ta trang bị phòng thân người ta thôi, thì người ta mang đi, người ta không biết được đường hàng không cấm. Thì lúc chúng tôi phát hiện thì người ta giao nộp một cách rất là thoải mái, tự nguyện, và người ta qua đơn là tự nguyện giao nộp. Từ đầu năm 2024 đến nay, đồn công an cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp trung tâm an ninh hàng không vận động quần chúng nhân dân giao nộp 34 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phát hiện 4 vụ vận chuyển súng bằng đường hàng không. Thời gian đến, đồn công an cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời gắn công tác này với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 10 ngày đầu ra quân, công an các phường xã của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 111 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại khu dân cư, tổ dân phố, thu nộp 66 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ các vụ án, vụ việc có liên quan xảy ra trên địa bàn. Mục tiêu cao nhất là thu giữ 100% và không để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tồn tại là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp theo là phần tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Liên quan đến vụ việc giết người xảy ra vào tối ngày 7 tháng 5 trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đến rạng sáng ngày 9 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã bắt giữ được 3 đối tượng cùng chú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, gồm Lê Vũ Hoàng Tươi, 29 tuổi, Trần Văn Sinh, 23 tuổi và Huỳnh Văn Minh Nhật, 29 tuổi, trong số hàng chục đối tượng tham gia gây án. Trước đó, nhận được tin báo về việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát lẫn nhau khiến cho một người tử vong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an quận Thanh Khê tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong là Phan Thành Đê, 19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông. Sau hơn một ngày truy xét, phối hợp với Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các trinh sát đã bắt giữ Tươi, Sinh và Nhật khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Xuân Thành, Đồng Nai. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã xác định rõ danh tính và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan. Ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sơn, 32 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ giữa năm 2022, một bị hại trú tỉnh Tây Ninh quen biết Sơn thông qua mạng xã hội. Vì tin tưởng Sơn nên đến tháng 8 năm 2022,
bị hại này đã thỏa thuận với Sơn gửi hết hồ sơ xe cho Sơn, nhờ Sơn làm giấy tờ cho 3 chiếc xe máy hiệu Yamaha 125ZR với giá 300 triệu đồng. Sơn được ứng trước 150 triệu đồng và khi xong việc, bị hại sẽ chuyển hết số tiền còn lại. Thực tế, xe máy hiệu Yamaha 125ZR không được phép lưu hành tại Việt Nam và Sơn không hề có khả năng làm giấy tờ cho loại xe máy này mà chỉ bịa đặt để chiếm đoạt hết số tiền của bị hại dùng để tiêu xài cá nhân. Ngày 7 tháng 5, Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê vừa kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm đồ ăn vặt có địa chỉ tại 958 Trần Cao Vân thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê do bà BTL 56 tuổi, trú tại địa phương làm chủ. Phát hiện cơ sở không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản sử dụng riêng đối với thực phẩm đã qua chế biến. Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hiện Đội Cảnh sát Kinh tế Môi trường Công an quận Thanh Khê đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ vi phạm tại thời điểm kiểm tra, đồng thời đề nghị cơ sở xuất trình các giấy tờ có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 4 tháng 5, Tòa Nhân dân quận Thanh Khê vừa đưa ra xét xử hai bị cáo gồm Nguyễn Văn Từ Sinh, 37 tuổi, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu và Nguyễn Phạm Ưu Tú, 38 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu cùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tối ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại ngã tư Dũng Sĩ Thanh Khê giao với Lý Thái Tông thuộc phường Thanh Khê Tây, bị cáo Sinh và Tú bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đồn biên phòng Phú Lộc bắt quả tang khi đang cất giấu 0,558 gam ma túy đá. Được biết, Sinh và Tú đều từng có tiền án liên quan đến ma túy, vừa chấp hành xong án phạt về địa phương nhưng vẫn cố tình tái phạm. Tòa Nhân dân quận Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Văn Từ Sinh 3 năm tù, Nguyễn Phạm Ưu Tú 2 năm 6 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, Tòa Nhân dân quận Thanh Khê cũng đã đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngô Thành Trung, 22 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, 2 năm tù về hành vi trộm cắp điện thoại của bạn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 cũng như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 vừa qua, ở bất cứ đâu, chúng ta cũng thấy xuất hiện lá cờ Tổ quốc tung bay. Đặc biệt hơn, tại các xứ đạo hay các cơ sở tôn giáo của thành phố Đà Nẵng đều tràn ngập sắc đỏ của cờ đỏ sao vàng. Không chỉ thể hiện sự đồng thuận thống nhất cao trong quần chúng nhân dân, mà lá cờ Tổ quốc còn là cầu nối gắn kết giữa đạo với đời, luôn luôn tồn tại song hành cùng tiến trình phát triển của dân tộc. Giáo xứ Cồn Dầu ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng những ngày này, cờ đỏ sao vàng luôn tung bay. Rộn ràng, háo hức là tâm lý chung của rất nhiều hộ dân đồng bào Công giáo ở đây. Sự đồng thuận trong di rời, giải tỏa, tái định cư đã khiến người dân có được môi trường sống xanh, sạch đẹp. Sắc cờ đỏ sao vàng ngập tràn càng làm bừng lên cuộc sống vui tươi của một khu đô thị ven sông đầu tiên ở Đà Nẵng, nơi trước đó vài năm chỉ là một vùng trũng thấp ngập lụt mỗi mùa mưa bão. Khi mà thấy là cờ nó bao phất phới thì cái niềm tin cũng như là cái sự phấn khởi trong cái sinh hoạt và đời sống nhân dân thấy nó vui tươi lắm. Nó không có lẻ loi mà nó tính cách đoàn kết và cái sự nghĩa đồng loạt, nghĩa là trong cái khí thế nghĩa vừa đạo mà vừa công việc làm ăn này. Riêng tại khu vực Cồn Dầu Hòa Xuân có hơn 90% là đồng bào có đạo sinh sống. Việc cắm cờ Tổ quốc theo hướng dẫn mới được chính quyền thành phố vận động, không ép buộc nhân dân. Từ chỗ lưỡng lự phân vân thì giờ đây 100% bà con ở Cồn Dầu đã tự nguyện đóng góp và đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ trọng của đất nước. Bà con triển khai mà bà con thống nhất cao, nhất trí cao và từ đó nó là căn cứ mà tôi triển khai rất thuận lợi trong việc là thu phí để mà trang bị cờ cho từng người dân. Trong quá trình cờ đó thì có những hộ dân khó khăn thì chúng tôi trích một phần quỹ đó để hỗ trợ cho người dân những già không có điều kiện hay là gia đình neo đơn. Không chỉ riêng với bà con Cồn Dầu Hòa Xuân, mà hiện nay tất cả các cơ sở thờ tự, tôn giáo cũng như các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn Đà Nẵng đã thống nhất treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước, thể hiện tiếng nói đồng thuận, nhất trí cao giữa ý đảng lòng dân. Trên địa bàn quận Cẩm Lệ đến nay, 100% các cơ sở tôn giáo, thờ tự đã thực hiện 100% việc chấp hành các cái cắm cờ Tổ quốc trong những cái dịp lễ lớn trọng đại của đất nước. Qua đó cũng thể hiện cái tinh thần đoàn kết, đồng lòng thống nhất giữa người dân trong cái việc chấp hành những cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và của nhà nước.
ngoài cái việc treo cờ ra rồi thì nhân dân cũng sau khi phát động về cái cụm an ninh trật tự thì nhân dân đây cũng 100% là người ta đi dự lễ cam kết và ký cam kết để giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư Vũ Xuân Thiều này, ở đoạn đường Vũ Xuân Thiều này đảm bảo, người ta ủng hộ, người ta yêu cầu là cố gắng làm thêm các tuyến đường còn lại. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở các cơ sở tôn giáo, tuyến đường, ở các xóm đạo, nhà dân như tiếp thêm sức mạnh đoàn kết lương giáo, hòa hợp dân tộc, cho thấy ý thức trách nhiệm của các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước nồng nàn trong mỗi con người Việt Nam. Đến đây, chuyên mục truyền hình An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.